Thế người rừng với anh trai của mày đi đâu rồi? Bay nó đi. Em ở nhà, cái ngồi anh cái quán. Anh đưa thằng bé kia đi công việc một lát. Dạ anh nhớ về sớm nhé. Trước anh làm việc xấu bị công an bắt. Anh không nhớ à? Anh đừng có làm việc xấu nữa nhé. Anh biết rồi, em đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh đi đây. Tao xong việc rồi, giờ mày đi theo tao. Mày nhanh nhanh cái chân lên, lỡ hết công việc của tao bây giờ. Anh ơi, em mệt quá, chờ lại một chút đi anh. Em nhanh nhanh cái chân lên, không là không kịp đâu. Cố gắng lên em ơi. Tên chủ quán vô tính kia, mày giấu người đừng ở đâu, mau ra ra. Các anh là ai vậy? Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi. Hiểu lầm cái gì? Mày thích cãi không? Sao các anh lại đánh em? Em làm gì sai với các anh à? Có người khai mày bắt cóc người rừng. Người rừng ở đâu? Mày đưa ra đây. Em mới từ nước ngoài về. Chắc là các anh nhầm em với là anh trai của em rồi. Cái bản mặt của mày thì chặt đi đâu được? Mày chính là tên chủ quán sổ tính đúng không? Không phải đâu các anh ơi. Em có một người anh trai sinh đôi. Nhìn thì có vẻ giống hệt nhau, nhưng mà tính cách lại khác nhau. Mày nói thế, thế người rừng với anh trai của mày đi đâu rồi? Bay nó đi! Anh trai của em vừa dẫn một cậu bé đi đâu khoảng 5 phút rồi anh ạ. À. Ồ, mau lên em đi cứu người rừng. Đau quá. Không biết anh trai mình dẫn cậu bé đấy đi đâu. Mong là anh trai đừng có làm việc gì phạm pháp.